tỉnh đầu chăm con, bỏ mặc con mình sốt 40 độ. Tào Giai Hà trông con trong phòng cấp cứu, vợ đang khóc lóc trong nhà Bạch Nguyệt Quang, con gái muốn gặp mẹ lần cuối, mà cô ta chẳng thèm nghe máy. Con gái qua đời trong nỗi thất vọng, Tào Giai Hà cũng nhảy lầu. Sau khi sống lại, Tào Giai Hà phải trả thù người đàn bà tệ bạc đó. Không ngờ anh lại trọng sinh, ký ức Khuyên Khuyên chết trong vòng tay, cứ như đang tái hiện lại trước mắt Tào Giai Hà. Kiếp trước, anh chết rất thảm, khi Khuyên Khuyên còn sống, điều ước cuối cùng của con bé là nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp, nhưng anh không dám nói với con rằng mình không gọi được cho Liễu Như Yên, dù đã gửi rất nhiều tin nhắn, cầu xin cô ta vô số lần, nhưng vẫn vô ích. Vào trang cá nhân của Hứa Thiên Ba thì thấy ảnh chụp đón pháo hoa của Liễu Như Yên và con gái hắn, Chân Chân. Năm nay có người đón năm mới cùng, chắc là vui lắm nhỉ. Tào Giai Hà tuyệt vọng, giận dữ, bất lực, không hề che đậy sự đau khổ của mình. Tuy còn nhỏ, nhưng Khuyên Khuyên vẫn hiểu. Ta ơi, mẹ sẽ không về gặp con nữa, đúng không? Tào Giai Hà ôm con vào lòng, chỉ biết nói xin lỗi. Anh cảm thấy cơ thể của Khuyên Khuyên đang lạnh dần, cứng dần, không còn chút sức sống nào. Pháo hoa năm mới ngập tràn bầu trời, còn Khuyên Khuyên đã mãi mãi rời xa thế gian, đem theo nỗi thất vọng, rời bỏ cha mình. Tào Giai Hà mất đi tia hy vọng duy nhất trong cuộc sống. Một mình anh an táng cho Khuyên Khuyên, sau đó bước lên tầng thượng bệnh viện, không chút do dự, mất hết hy vọng, anh nhảy xuống. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể, Tào Giai Hà nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, Liễu Như Yên. Cô ta bật khóc chạy về phía thi thể anh, cầu xin bác sĩ hãy cứu chồng mình, nhưng đầu Tào Giai Hà đã vỡ nát, làm sao có thể cứu được. Linh hồn anh giận dữ gào thét, muốn Liễu Như Yên tránh xa thi thể mình ra. Thật kinh tởm, anh chỉ muốn cho cô ta vài cái bạt tay, nhưng không thể. Ai ngờ Tào Giai Hà lại trọng sinh. Không ai biết rằng sau khi trọng sinh, anh đã phấn khích như thế nào. Không ai biết khi anh nhìn thấy Khuyên Khuyên đang sống sờ sờ trước mắt mình, anh đã cố gắng kìm nén không bật khóc. Đây chính là cơ hội trời ban, vậy thì lần này nhất định Tào Giai Hà sẽ thay đổi kết cục của Khuyên Khuyên. Còn Liễu Như Yên, cô ta phải xuống địa ngục. Lúc này Liễu Như Yên mỉm cười nhìn anh, xoa đầu Khuyên Khuyên. Con yêu, xin lỗi con, mẹ có chuyện gấp cần xử lý, mẹ sẽ về sớm thôi. Giai Hà, lần cuối cùng, Chân Chân bệnh rồi. Tuy Khuyên Khuyên không muốn xa mẹ, nhưng con bé không dám làm trái lời. Con bé rất ngoan, ngoan đến mức đau lòng, chỉ cần nhìn mặt Liễu Như Yên thôi cũng làm Tào Giai Hà chán ghét. Không nhịn được nữa, một tay anh che mắt Khuyên Khuyên, tay còn lại vung lên, cát một tiếng, âm thanh rõ ràng. Chuyện gấp gì cơ, lại tới chỗ Bạch Nguyệt Quang xem con của hắn với người phụ nữ khác à? Có quan trọng hơn việc con mình bị bệnh không? Liễu Như Yên sững sờ, cô ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn Tào Giai Hà, vẻ mặt trở nên tức tối, chỉ thẳng mặt anh, nghiến răng ken két. Tào Giai Hà, anh bị điên à? Thiên Ba nuôi con một mình, không có người thân, tôi tới giúp anh ấy thì sai chắc, sao anh phải nặng lời thế? Tào Giai Hà bế Khuyên Khuyên bỏ đi. Liễu Như Yên vẫn cố chấp, định tiếp tục giảng đạo lý cho anh nghe. Tào Giai Hà chỉ mở cửa, ngoảnh lại nói, chết đi. Liễu Như Yên lập tức nổi điên, thái độ lạnh lùng của Tào Giai Hà làm cô ta câm nín. Cô ta im lặng một lúc, rồi bước ra khỏi phòng. Trước đây vô số lần vì cô ta, Tào Giai Hà đã cắn răng chịu đựng ở lại căn nhà này. Cuối cùng, không chỉ mắc bệnh trầm cảm, mà còn bỏ rơi Khuyên Khuyên. Sau khi sống lại, Tào Giai Hà sẽ không để bi kịch tái diễn nữa. Thứ đáng chết, cô xứng đáng xuống địa ngục. Liễu Như Yên đi rồi, Tào Giai Hà cũng bế con ra khỏi nhà. Khuyên Khuyên ôm cổ anh, ngơ ngác hỏi, cha ơi, chúng ta đi đâu thế ạ? Thời điểm Tào Giai Hà trọng sinh vẫn còn sớm. Lúc này tuy tâm bệnh của Khuyên Khuyên đã nghiêm trọng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Anh xoa đầu con gái, mỉm cười, cha đưa con đi chơi nhé, để Khuyên Khuyên nhà ta vui vẻ mỗi ngày, không phải buồn vì những người không xứng nữa, được không nào? Khuyên Khuyên gật đầu. Anh bế con gái bắt xe tới một trung tâm trị liệu tâm lý hàng đầu thành phố. Nhờ các cô tìm cho tôi bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở đây. Lễ Tân làm việc rất nhanh, Tào Giai Hà cũng rất may mắn gặp được một bác sĩ tên Thái Vũ Tinh, hôm nay đang rảnh, vừa gặp lần đầu Khuyên Khuyên đã rất quý cô ấy. Con bé thì thầm bên tai tôi, cha ơi, Khuyên Khuyên thích cô này, mắt cô ấy biết cười kìa. Thái Vũ Tinh mỉm cười bước đến, thế thì cô đưa Khuyên Khuyên đi chơi nhé. Khuyên Khuyên rất sợ người lạ, nhưng đôi mắt của Thái Vũ Tinh như có ma lực, khiến Khuyên Khuyên không thể từ chối. Thấy con gái ngoan ngoãn đi theo Thái Vũ Tinh để làm kiểm tra tâm lý, tâm trạng thấp thỏm sau khi trọng sinh của Tào Giai Hà cũng bắt đầu biến mất. Lúc này anh nhận được tin nhắn của Hứa Thiên Ba, là tấm ảnh Liễu Như Yên ôm Chân Chân dỗ cô bé ngủ, còn Hứa Thiên Ba ngồi ngay sát dựa vào vai cô ta, hạnh phúc quá, nếu người ngoài nhìn thấy còn tưởng đây là một gia đình ba người viên mãn ấy chứ. Hứa Thiên Ba, Như Yên du Chân Chân ngủ, cô ấy thật khéo léo, chắc hẳn ở nhà cũng là một người mẹ tốt, thường xuyên du con hai người đi ngủ nhỉ. Mẹ tốt, Tào Giai Hà bật cười. Từ khi Hứa Thiên Ba ly hôn, xuất hiện trong thế giới của Liễu Như Yên, Liễu Như Yên đã không còn xứng với ba chữ người mẹ tốt rồi. Mang thai Khuyên Khuyên là một tai nạn, vừa có kết quả kiểm tra, cô ta đã oang oang mình không thích trẻ con, cho dù sinh nó ra cũng không biết cách nuôi dạy nó, nói chung ý cô ta là không muốn đứa trẻ này. Tào Giai Hà thì có, vì thế mà Liễu Như Yên dỗi anh mấy tháng liền, mãi về sau mới hết. Nhưng sau khi Khuyên Khuyên ra đời, hóa ra lời cô ta nói là thật, không có một chút trách nhiệm làm mẹ nào, tất cả mọi việc đều đặt lên vai Tào Giai Hà. Có thể nói Khuyên Khuyên lớn lên trong hoàn cảnh hầu như không có mẹ. Sau khi con bé lớn lên không mè nheo nữa, Liễu Như Yên mới quan tâm con mình hơn một chút. Tào Giai Hà luôn tự an ủi bản thân rằng cô ta không thích trẻ con nên không ép được, nhưng sau này anh nhận ra
không phải không thích trẻ con, mà là cô ta không thích con của hai người. Ngày Hứa Thiên Ba tuyên bố ly hôn, Liễu Như Yên bỏ nhà ra đi. Sau này trong video mà Hứa Thiên Ba đăng lên mạng, Tào Giai Hà nhìn thấy cảnh Liễu Như Yên đang bận rộn dỗ dành đứa con mới. Cô ta nói mình không biết chăm con, nhưng cô ta chấp nhận học. Ha ha ha, một người chỉ cần nghe thấy tiếng khuyên khuyên khóc thôi, cũng nhăn nhó khó chịu. Bây giờ nghe tiếng khóc của một đứa trẻ khác, lại cười tít cả mắt. Đứa trẻ đó không phải của cô ta, mà là của Hứa Thiên Ba và vợ cũ. Nhưng Liễu Như Yên vô cùng yêu thương đứa trẻ này, dồn hết tình cảm cho nó. Còn khuyên khuyên, chẳng có gì. Tào Giai Hà không trả lời tin nhắn khiêu khích của Hứa Thiên Ba. Cho dù chưa nói chuyện với nhau, nhưng lần nào hắn cũng đơn phương thách thức. Tào Giai Hà chưa từng trả lời, trước đây là vì đau lòng không dám trả lời, bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm. Nghiệp đến sớm lắm con trai ạ. Tào Giai Hà mỉm cười, lấy tấm thẻ đen trong túi ra, chữ ký ở góc thẻ là chữ Yên. Tào Giai Hà chụp gửi cho Hứa Thiên Ba. Hắn im bặt, không dám ho he nữa. Nhưng Tào Giai Hà biết, đây chỉ là sự bình yên ngay trước khi sóng gió ập đến. Làm gì có chuyện Hứa Thiên Ba sẽ ngồi im. Từ ngày Liễu Như Yên bỏ đi, cô ta không thèm về nhà. Tào Giai Hà biết cô ta đang đợi anh van xin, nhưng Tào Giai Hứa yêu cô ta chết đi sống lại đó. Đã là quá khứ rồi, cô ta làm gì ở đâu, bây giờ anh chẳng quan tâm. Tào Giai Hà tới chỗ điều trị tâm lý của Khuyên Khuyên. Liễu Như Yên không về nhà thì đỡ ngứa mắt thôi, có lẽ là vì đã chết một lần, hoặc là vì không còn tình yêu với Liễu Như Yên nữa. Kiếp trước chứng trầm cảm hành hạ Tào Giai Hà rất nhiều, kiếp này nó đã biến mất như một phép màu. Tuy Liễu Như Yên chưa về, nhưng anh nhắm mắt cũng đoán ra được cô ta đang ở đâu. Vì trang cá nhân của Hứa Thiên Ba ngày nào cũng đăng ảnh Liễu Như Yên chăm con, vô cùng thân thiết, ai không biết còn tưởng gia đình ba người này hạnh phúc lắm. Có bạn tốt của họ còn hỏi, hai người quay lại rồi à? Có người hỏi Chân Chân có phải con ruột của Liễu Như Yên không? Cô ta giải thích dưới phần bình luận, chỉ nói Chân Chân còn nhỏ mà không có mẹ, tôi muốn bù đắp cho tuổi thơ của thằng bé ấy mà. Mọi người đừng hiểu nhầm, giả tạo chưa kìa. Tào Giai Hà ấn từng nút like, nhưng không thèm hỏi một câu, vẻ mặt vô cảm. Các ứng dụng nhắn tin liên tục gửi thông báo Liễu Như Yên hỏi han anh, nhưng anh vờ như không thấy, mặc kệ. Hôm sau lại là một bài viết về Liễu Như Yên đưa con đi chơi. Khi Tào Giai Hà du Khuyên Khuyên ngủ, thì cô ta đang du Chân Chân ngủ. Khi Tào Giai Hà đi học phụ huynh cho Khuyên Khuyên, cô ta lại tới đó với tư cách là mẹ của Chân Chân. Khi Tào Giai Hà đưa Khuyên Khuyên đi trị liệu tâm lý, cô ta lại đang xót xa vì một ngón tay bị xước ra của Chân Chân. Có hàng xóm hỏi anh, mẹ của Khuyên Khuyên đâu rồi, sao mãi không về nhà thế? Anh cười nhạt, lạnh lùng nói, chết rồi. Hàng xóm thốt lên một tiếng, không hỏi gì nữa. Cứ vài ngày, Hứa Thiên Ba lại gửi tin nhắn đến. Hứa Thiên Ba, anh có tò mò tại sao Liễu Như Yên mãi không về không? Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi? Hứa Thiên Ba, Liễu Như Yên chăm con khéo lắm, Chân Chân được cô ấy chăm sóc rất tốt. Hắn cứ cố tình hỏi đều. Tào Giai Hà trả lời, Tào Giai Hà, không tò mò, tốt nhất là chết luôn đi. Hắn không biết khoảng thời gian Liễu Như Yên đi vắng, không cần nhìn khuôn mặt đáng ghét đó nữa, làm anh vui biết bao. Hứa Thiên Ba im lặng rất lâu, chỉ hiển thị dòng đối phương đăng nhập. Mãi sau đó, hắn mới trả lời, Hứa Thiên Ba, này, cũng biết trả treo đấy nhỉ, mà chẳng biết cái người sống chết đòi Liễu Như Yên về nhà là ai cơ. Đợi khi cô ấy hoàn toàn bị tôi nắm thóp rồi, thì cứ chờ mà ký giấy ly hôn đi nhé. Tào Giai Hà im lặng, gửi ảnh tấm thẻ đen cho hắn, mọi thứ lại bình yên trở lại. Hứa Thiên Ba hành động rất nhanh, sau ngày đó không lâu, hắn gửi cho Tào Giai Hà một bức ảnh, là lịch sử giao dịch, có rất nhiều khoản tiền lớn. Anh im lặng, vài ngày sau, hắn lại gửi cho anh một bức ảnh chìa khóa siêu xe, chắc cũng vài triệu tệ. Sau đó là ảnh sổ đỏ, cuối cùng là ảnh thẻ đen. Hứa Thiên Ba, tấm thẻ này có hạn mức cao hơn của anh đó. Những thứ mà hắn gửi, Liễu Như Yên cũng đăng hết lên mạng, chỉ cho Tào Giai Hà nhìn thấy. Nếu là anh của trước kia, chắc đã chạy về ôm mẹ khóc nức nở rồi. Nhưng Tào Giai Hà của ngày xưa chết rồi. Tào Giai Hà, cảm ơn nhé. Hứa Thiên Ba ngơ ngác. Hứa Thiên Ba, anh bị điên à? Cảm ơn cái quái gì? Cảm ơn vì gửi cho anh một đống bằng chứng chứ gì. Bây giờ Tào Giai Hà đang rất phấn khích. Liễu Như Yên cũng biết sơ qua về gia cảnh của anh, hỏi anh có cần luật sư không. Cô ta có một người bạn là luật sư hôn nhân nổi tiếng nhất thành phố. Tào Giai Hà cảm ơn cô ta vì đã chuyển tiền, nhận ý tốt của cô ta. Sau đó lật mặt, lấy lý do đòi tài sản chung của vợ chồng, kiện Hứa Thiên Ba lên tòa. Hắn vừa bị triệu tập, công ty của Liễu Như Yên cũng nhận được điện thoại, ở cuộc họp cổ đông, thay hắn thu dọn tàn cuộc. Cô ta muốn hỏi tội, nhưng không chịu liên lạc với Tào Giai Hà, thế là nhờ thư ký gọi anh tới công ty. Thư ký Lý, Liễu tổng muốn anh tới công ty, có việc. Mấy cô thư ký của Liễu Như Yên toàn là một đám nịnh bợ. Liễu Như Yên xem trọng ai, mọi người đều nhìn rõ, chỉ có cô ta không dám thừa nhận vì danh tiếng. Mấy cô thư ký đó là ví dụ điển hình, biết Tào Giai Hà không bằng Hứa Thiên Ba. Kiếp trước dù gọi bao lần tới công ty của Liễu Như Yên, anh cũng bị họ từ chối. Kiếp này chỉ quan tâm đến việc trả thù cô ta, quên bén mất mấy con tôm tép này. Trước khi mất vợ, Tào Giai Hà cũng là thành viên cốt cán của công ty, đã giúp Liễu Như Yên trong nhiều phi vụ mờ ám. 5 năm rồi, có lẽ họ đã quên, nhưng anh thì không. Tào Giai Hà kiểm tra một loạt, chặn hết đám người này. Tin chấn động, cổ phiếu rất giá. Liễu Như Yên đuổi việc 4 cô thư ký tận tụy, cô ta không chịu được, gửi tin nhắn cho Tào Giai Hà. Anh kiện Thiên Ba, đến cả thư ký của tôi anh cũng mách tội. Tào Giai Hà, anh được lắm, tôi thừa nhận 2 tháng này không về nhà là sai, nhưng đó là vì anh cứ gây chuyện trước mà. Anh tưởng tôi sống cùng Hứa Thiên Ba à? Tôi chưa từng có ý định đó.
Tôi chỉ muốn cho Chân Chân một tuổi thơ hạnh phúc thôi. Anh nhìn anh bây giờ đi, có giống một kẻ vô lại không? Chỉ biết ghen tuông vô cớ. Cô ta định nhắn tiếp, Tào Giai Hà chỉ ồ một cái, sau đó chặn luôn, dọn dẹp xong mấy bãi rác phiền phức. Hòm thư của Tào Giai Hà sạch sẽ hơn hẳn, nhờ sự điều chỉ của Thái Vũ Tinh, tình trạng của Khuyên Khuyên đã tốt lên trông thấy. Con bé không còn nhớ đến người mẹ tệ bạc của mình nữa. Phải, con bé đã quên mình có một người mẹ, quên sạch Liễu Như Yên là ai. Có một lần Tào Giai Hà cho Khuyên Khuyên xem ảnh mình mới chụp, vô tình lướt đến ảnh của Liễu Như Yên, anh vội vàng tắt điện thoại, sợ Khuyên Khuyên sẽ nhớ mẹ, rồi lại ủ rũ, mất công điều trị. Nhưng Thái Vũ Tinh lại mỉm cười, rất bình tĩnh. Tào Giai Hà mới nhận ra Khuyên Khuyên đang ngơ ngác, chỉ tay vào màn hình đen xì của điện thoại, hỏi anh, cha ơi, người đó là ai thế? Tại sao điện thoại của cha lại có hình của cô ấy? Tào Giai Hà kinh ngạc, nhìn về phía Thái Vũ Tinh, với ánh mắt thắc mắc. Thái Vũ Tinh giải thích bệnh của Khuyên Khuyên, hầu hết là triệu chứng do tâm bệnh gây ra. Sau khi điều trị tâm lý, cơ thể của cô bé đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, xóa bỏ toàn bộ những ký ức khiến cô bé tổn thương, giống như bây giờ, quên sạch mẹ mình là ai, có lẽ cả đời cô bé sẽ không nhớ ra. Khởi nguồn của tâm bệnh không còn nữa, cô bé cũng đang dần dần hồi phục. Tào Giai Hà vô cùng vui sướng, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng con gái tôi cũng được cứu rồi. Chuyện Khuyên Khuyên quên mất mẹ mình là ai, Liễu Như Yên hoàn toàn không biết, vì cô ta đang đầu bù tóc rối. Một bên là chuyện kinh doanh lao dốc, một bên là Hứa Thiên Ba cầu cứu. Cô ta không thể buông bỏ một trong hai, Hứa Thiên Ba chỉ biết gào khóc như một tên vô dụng, lực bất tòng tâm. Chuyện này hoàn toàn là do Liễu Như Yên xử lý cho hắn. Hắn vẫn rảnh rỗi khiêu khích Tào Giai Hà. Hứa Thiên Ba, Tào Giai Hà, mày dám gài bẫy tao. Tào Giai Hà gửi lại một icon cười thầm. Tào Giai Hà, cậu nói ai thế? Tôi có kể dao vào cổ cậu, ép cậu gửi lịch sử giao dịch cho đâu. Tôi chỉ nói vu vơ chuyện về tấm thẻ đen thôi mà. Không khoe khoang với tôi thì cậu chết à? Hứa Thiên Ba, chưa biết ai hơn ai đâu. Sau khi xả giận, Tào Giai Hà rất thoải mái. Hứa Thiên Ba không dám hò hè nữa. Nghĩ kỹ lại, hai tháng nay Liễu Như Yên không về nhà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nếu cô ta đừng về nữa thì tốt quá. Đáng tiếc, Liễu Như Yên chỉ bị Hứa Thiên Ba thao túng, chứ chưa chết. Cô ta bận tối mắt tối mũi, bị Tào Giai Hà chặn nên không tra hỏi anh được. Tức quá, cô ta gửi cho anh một đống tin nhắn. Tào Giai Hà, có nhất thiết phải làm dùm beng thế này không? Tôi đã nói với anh bao lần rồi, tôi với Hứa Thiên Ba chỉ là bạn, bọn tôi không yêu nhau. Tôi tặng quà cho anh ấy chỉ vì anh ấy vừa ly hôn và phải nuôi con một mình thôi. Anh ấy rất buồn nên tôi muốn động viên chút. Anh chẳng biết thông cảm là gì à? Chân Chân là một đứa trẻ đáng thương, vừa ra đời đã bị mẹ ruồng bỏ. Tôi chỉ đóng vai một người mẹ tạm thời cho nó thôi. Rút đơn kiện đi, rõ chưa? Đọc được thì trả lời đi. Vẫn không trả lời à? Tào Giai Hà, anh giỏi lắm. Tào Giai Hà chẳng thèm trả lời. Sắp tới phiên tòa, Liễu Như Yên không ngồi yên nổi nữa. Cô ta hạ mình gọi điện cho anh, nhưng còn chưa kịp đổ chuông đã bị Tào Giai Hà ngắt máy. Nhìn Khuyên Khuyên đang ôm cổ Thái Tinh Vũ, Tào Giai Hà định đón con bé về. Khuyên Khuyên ngoan, hôm nay cha đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé. Khuyên Khuyên tới chỗ cha nào? Cô Thái còn phải làm việc nữa. Nhưng Khuyên Khuyên cứ dính sát lấy Thái Tinh Vũ, không chịu buông tay. Bây giờ cô bé và Thái Tinh Vũ là bạn thân, số lần tiếp xúc với Thái Tinh Vũ còn nhiều hơn cả Tào Giai Hà, khiến anh có chút ghen tị. Thái Tinh Vũ lắc đầu cười khổ, tủm tỉm nói, không sao, thêm tiền là được. Tào Giai Hà bất lực gật đầu, ra hiệu đồng ý. Trên đường, điện thoại anh đổ chuông mấy chục lần, lần nào cũng bị anh lạnh lùng ngắt máy. Thái Tinh Vũ bế Khuyên Khuyên ngồi ngoài phòng khám. Tào Giai Hà cho con gái xem đoạn video mình bị bôi bánh kem lên mặt vào ngày sinh nhật. Hôm đó Khuyên Khuyên cười rất tươi, từ khi sinh ra anh chưa từng nhìn thấy con gái cười tươi như vậy. Khuyên Khuyên bật cười khúc khích trong lòng Thái Tinh Vũ, nói sau này mình muốn đón sinh nhật với cô Thái. Khi Liễu Như Yên đến, trông thấy cảnh tượng hạnh phúc này, cô ta điên tiết xông đến, siết chặt lấy cánh tay Tào Giai Hà. Nơi này là bệnh viện, có rất nhiều người. Liễu Như Yên cố gắng kìm nén cơn giận. Tào Giai Hà, anh có tư cách gì mà trách tôi và Thiên Ba? Hai tháng nay tôi không về nhà, anh chẳng thèm hỏi han gì. Hóa ra là cũng chẳng cần tôi, có người khác rồi chứ gì. Ít nhất tôi cũng thực sự chăm sóc cho Chân Chân. Anh xem mình đang làm gì đi, ngang nhiên gọi người phụ nữ khác về. Tôi nói như thể tôi chết rồi. Chồng à, anh nói gì đi, chột dạ rồi chứ gì. Liễu Như Yên cay cú đòi Tào Giai Hà trả lời. Anh im lặng hồi lâu, sau đó cười khẩy, trả lời, được. Tào Giai Hà giơ tay còn lại lên, tát một phát vào mặt Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô đáng chết. Tiếng tát vang lên, thật thoải mái. Đây là cú tát thứ hai Tào Giai Hà tặng Liễu Như Yên sau khi sống lại. Cảm thấy rất hài lòng, trước đây anh không dám làm vậy với cô ta. Bao nhiêu năm trong cuộc đời, anh luôn là người đứng sau, nhìn Liễu Như Yên với ánh mắt yêu thương, chưa từng đòi hỏi cô ta điều gì. Nhận hai phát tát, đủ để khiến Liễu Như Yên hoài nghi nhân sinh. Ánh mắt cô ta lộ rõ sự kinh ngạc, nhìn Tào Giai Hà rất lâu, sau đó cô ta bật cười. Lúc tôi biết anh đang ở bệnh viện, thực sự rất áy náy, tôi tự trách bản thân không nên vắng nhà lâu như vậy, để anh một mình nuôi con. Tôi không biết ai là người bị bệnh, nhưng dù là ai đi nữa tôi vẫn rất đau lòng. Tôi đã hủy vài cuộc họp để tới đây, muốn xin lỗi anh. Không ngờ tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng này. Tào Giai Hà, anh chẳng biết điều chút nào nhỉ. Tào Giai Hà còn chưa kịp nói, Thái Tinh Vũ liền đưa Khuyên Khuyên cho anh, cúi đầu xin lỗi. Rất xin lỗi anh Tào, vì chuyện này nằm ngoài nội dung công việc, nhưng tôi thực sự sắp nôn ra đây rồi. Sau đó cô ấy vặn cổ tay, vung nắm đấm thẳng vào mặt Liễu Như Yên, mạnh đến mức cô ta ngã ngửa ra đằng sau,
không đứng dậy nổi, máu mũi cô ta chảy ròng ròng đến khóe miệng. Liễu Như Yên sững sờ một lúc, đau điếng người, nếu không phải vì đang bế Khuyên Khuyên, chắc chắn Tào Giai Hà sẽ vỗ tay khen hay. Rất nhanh Liễu Như Yên đã tỉnh táo lại, đứng dậy, vẻ mặt cay cú, giơ nắm đấm về phía Thái Tình Vũ. Nhưng còn chưa đến nơi, bác sĩ trong phòng khám đã mang kết quả ra. Ai trong số anh chị là phụ huynh của bạn Khuyên Khuyên? Mời vào đây để tôi nói sơ qua về bệnh tình của cháu. Liễu Như Yên buông tay xuống, vẻ mặt áy náy, định nói với bác sĩ mình là mẹ của Khuyên Khuyên, nhưng còn chưa kịp mở miệng vì bác sĩ nhìn về phía Tào Giai Hà và Thái Tình Vũ và nói: cha mẹ cháu cùng vào đi. Còn Liễu Như Yên bị bơ đẹp, cô ta nghiến răng lạnh lùng bước vào phòng khám, đứng cạnh Tào Giai Hà thở mạnh mấy hơi mới bình tĩnh hỏi: anh Khuyên Khuyên bị bệnh sao không nói cho tôi? Vì tôi mải chăm sóc chân chân quá nên anh định lấy sức khỏe con bé ra làm trò đùa à? Tào Giai Hà, anh làm tôi thất vọng quá. Bác sĩ chợt một tiếng bảo Liễu Như Yên im lặng: bệnh của Khuyên Khuyên rất hiếm gặp, nói thật khi có kết quả ban đầu tôi cũng không dám tin đứa bé này lại mắc chứng rối loạn dạng cơ thể chứ. Bệnh này thường sẽ trở nên nghiêm trọng, thể hiện bằng các triệu chứng thể chất, cuối cùng có lẽ sẽ không cứu được. Khi nghe thấy kết quả kiểm tra, trái tim Tào Giai Hà đau nhói. Kiếp trước cũng như vậy, chứng rối loạn dạng cơ thể của Khuyên Khuyên càng lúc càng nặng, bệnh tình chuyển biến rất tệ. Con bé bắt đầu không ngủ được, không ăn được, không uống được, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách truyền dịch. Con bé nhỏ như vậy đã phải trải qua những cơn đau khủng khiếp và rời bỏ Tào Giai Hà. Nghĩ vậy, anh không kìm được mà bật khóc. Nhưng rất may mắn là các chỉ số cơ thể của Tào Khuyên Khuyên đang chuyển biến tốt, chứng rối loạn dạng cơ thể đang dần biến mất, đây là một tin vui. Khuyên Khuyên lau nước mắt cho cha: cha đừng khóc, Khuyên Khuyên đang khỏe lên rồi, Khuyên Khuyên sẽ bên cạnh cha cả đời này. Liễu Như Yên đứng cạnh ban đầu vô cùng sửng sốt, sau đó im lặng dần. Sau khi cảm ơn bác sĩ và ra khỏi phòng khám, cô ta vẫn cố chấp đi theo Tào Giai Hà, sau đó giơ tay nắm lấy tay của Khuyên Khuyên với ánh mắt tha thiết và áy náy: con yêu, mẹ xin lỗi con, từ hôm nay mẹ sẽ ở bên con mỗi ngày được không? Ai ngờ Khuyên Khuyên khóc òa lên: cha ơi, con không quen cô này, con ghét cô ta làm cha buồn, con ghét cô ta. Khuyên Khuyên không thích cô ta chạm vào tay. Nghe con bé nói vậy, Liễu Như Yên chết lặng: hóa đá, sao lại thế, sao lại không nhận ra mẹ? Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra tìm ảnh, định cho Khuyên Khuyên xem ảnh chung của hai người, nhưng không có, không có tấm nào. Album ảnh của cô ta toàn là ảnh của Chân Chân, không có bất cứ tấm ảnh nào của đứa con mình rứt ruột sinh ra. Cô ta chỉ có thể nhìn Khuyên Khuyên đang khóc, lặp đi lặp lại: con yêu, là mẹ đây mà, mẹ của con đây. Khuyên Khuyên rất ghét phải tiếp xúc với cô ta, cứ khóc mãi. Tào Giai Hà lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của con bé. May mà Thái Tình Vũ đến kịp đón Khuyên Khuyên, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé. Liễu Như Yên đứng nhìn, càng nhìn càng khó chịu. Cô ta nhìn Tào Giai Hà, lạnh lùng nói: bệnh của Khuyên Khuyên không phải cái cớ để anh bao nuôi cô gái kia đâu nhé, lẽ nào là lỗi của tôi? Rõ ràng Khuyên Khuyên có mẹ, bây giờ lại thành ra như này, đã quá lâu rồi, đến cả mẹ mình con bé còn không nhớ. Người như Liễu Như Yên quả thực rất khó hiểu, không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Thế nên Tào Giai Hà đã mất bình tĩnh, táng cho khuôn mặt bầm tím của cô ta thêm một phát tát nữa. Anh lấy chứng chỉ tâm lý học của Thái Tình Vũ ra ném vào mặt Liễu Như Yên. Thái Tình Vũ nhàn nhạt nói: tôi hy vọng anh Tào sẽ mang chứng chỉ của tôi tránh xa người phụ nữ này. Tôi mắc chứng sạch sẽ, tôi không muốn bị nhiễm sự đần độn của cô ta. Tào Giai Hà xin lỗi rồi lấy chứng chỉ đi. Hôm nay Liễu Như Yên bị Thái Tình Vũ vừa đánh vừa mắng, biểu cảm của cô ta khá thú vị. Tào Giai Hà không cho cô ta cơ hội làm loạn: nhìn rõ chưa, cô ấy không phải tình nhân của tôi. Tôi nói cho cô nghe, nếu không phải vì may mắn tìm thấy Tình Vũ, cô tưởng bây giờ tôi còn có thể nhìn thấy Khuyên Khuyên à? Cô tưởng tôi còn sống và đứng đây nói chuyện với cô à? Khuyên Khuyên bị bệnh 5 năm rồi, tôi chưa từng giấu giếm. Bệnh án trong nhà chất đầy một đống, nhưng cô có thèm nhìn đâu. Quý cô đây bận lắm mà, sao mà nhớ đến con gái mình được. Tào Giai Hà lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của Hứa Thiên Ba đưa ra trước mặt Liễu Như Yên, bảo cô ta nhìn kỹ vào. Lúc Khuyên Khuyên nhớ mẹ thì cô đang làm gì? Lúc con bé điều trị thì cô đang làm gì? Cô đang làm mẹ của một đứa trẻ khác. Liễu Như Yên lắc đầu: không phải. Tôi chỉ Tào Giai Hà chỉ vào tấm ảnh Liễu Như Yên đang bận rộn dỗ dành Chân Chân vì ngón tay con bé bị xước. Cô Chân Chân bị xước tay thì cô dỗ nó mà, vì nhớ mẹ mà con gái cô luôn thắc mắc tại sao mẹ không yêu mình, không quan tâm đến mình. Bệnh chuyển biến xấu, sốt đến 40 độ. Nói đến đây, Tào Giai Hà có chút nghẹn họng, hít một hơi thật sâu, khó khăn mở miệng: bác sĩ nói nếu sốt cao mãi rất có khả năng con bé sẽ mất. Tôi đã trông con bé 3 ngày trời, may mắn sao mới giúp nó thoát khỏi thần chết. Tôi tới mọi loại chùa chiền cầu xin ông trời hãy cứu sống con gái mình, hãy tha cho con bé. Cô biết không? Đương nhiên là không rồi. Liễu Như Yên đã không nói được lời hay ý đẹp, đến cả chuyện tử tế cũng không làm nổi. Cô vĩnh viễn không xứng, chính cô là người đã vứt bỏ